Aaron Huberfield tin rằng Đức Mẹ chỉ bảo cảnh sát bắt trộm. Kính thưa quý vị và anh chị em, một phóng sự đáng chú ý của Fox News tại Wisconsin trong tuần qua là câu chuyện các cảnh sát thuộc quận Waseca, tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ nói họ được Đức Mẹ linh hứng để nhanh chóng bắt được thủ phạm trong vụ trộm tại nhà thờ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Phóng sự được phát sóng ngày thứ Tư, 9 tháng 5 cho biết, giáo xứ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội có một pho tượng Đức Mẹ Fatima rất đẹp, thường được để bên trong nhà thờ. Nhưng tháng Nhân Hòa, sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 5, cha Aaron Huberfield đã cho dời bức tượng ra vườn hoa của giáo xứ, đặt tạm thời trên một bệ thờ, để anh chị em giáo dân dễ dàng cầu nguyện sau các thánh lễ và có thể kính viếng Đức Mẹ bất cứ lúc nào. Tối hôm đó, bức tượng bị kẻ trộm lấy mất. Khi đến hiện trường, các cảnh sát viên thuộc quận Waukesha đã cảm thấy dường như tuyệt vọng vì nhà thờ không gắn camera và bức tượng chỉ được đặt tạm trên bệ nên kẻ trộm lấy đi quá dễ dàng. Ông Benjamin Levin, cảnh sát trưởng nói, đột nhiên chúng tôi thấy như có một động lực khiến chúng tôi nhìn xuống đất và phát hiện ra một vài mảnh vụn thức ăn rất li ti ở gần nơi vẫn đặt pho tượng. Những mảnh vụn thức ăn đó là những miếng corn dog, tức là một loại xúc xích lăn bột chiên giòn. Xác tín rằng không người giáo dân nào lại đến kính Đức Mẹ vừa đọc kinh vừa có thể nhai corn dog. Cảnh sát nghĩ ngay đó chính là của bọn trộm. Corn dog thì chỉ có cây xăng gần đó mới có bán, cho nên họ đã đến cây xăng gần đó. Xem xét những đoạn video thu hình tại cây xăng, cảnh sát phát hiện ra hai phụ nữ là Mirada và Kathy Kelly và một thanh niên là Brian Yonker. Ba tên này đã vào cây xăng mua corn dog rồi đi thẳng về hướng nhà thờ. Những đoạn video thu hình tại một cơ quan gần cây xăng cũng cho thấy sau đó ít lâu tên Brian vác tượng Đức Mẹ đi dọc theo Hartwell Avenue, trong khi Kathy đi ngay sau hắn ta và Mirada đi bên kia đường. Khi cảnh sát ập vào nhà, quá bất ngờ, bà tên lập tức nhận tội và chỉ chỗ giấu tượng Đức Mẹ. Cha Aaron Huberfield đang rầu gần chết vì mất trộm pho tượng Đức Mẹ đúng vào đầu tháng hoa. Đã vui mừng khi thấy cảnh sát khệ nệ khiêng pho tượng trả lại cho ngài. Ngài nói với Waukesha TV rằng, khi được các nhân viên cảnh sát tại sở cảnh sát Waukesha, Wisconsin, báo cho biết cách thức họ đã nhanh chóng bắt được ba tên trộm, ngài đã cười ngất vì chỉ từ mấy mảnh vụn corn dog tí ti mà cảnh sát phăng ra được cả một đường dây trộm cắp. Tin rằng Đức Mẹ đã linh hứng cho cảnh sát bắt trộm, cha Huberfield nói với các anh chị em giáo dân. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng Chúa quan phòng cũng thiệt là hài hước. Ngài làm cho tất cả chúng ta bật cười. Cha Huberfield lên tiếng xin cảnh sát tha miễn hình phạt cho ba tên trộm và nói trên Waukesha TV. Tôi tha thứ cho họ và không mong họ bị giam cầm tù tội.